Chào mừng các bác quay trở lại với đồng hồ vang vọng. Như mọi khi thì em sẽ giới thiệu đến các bác những mẫu đồng hồ treo tường đẹp cao cấp. Nhưng hôm nay em sẽ mang tới và giới thiệu giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ đá cẩm thạch trắng và được tô điểm bởi các họa tiết bằng đồng, đặc biệt là chân dung một nữ hoàng rất là sang trọng, quý phái. Những chiếc đồng hồ để bàn đá như này thì để mà được sưu tầm được thì rất là khó, tại vì là trong khâu vận chuyển nhiều khi đã khó rồi, đúng không các bác? Tại vì bằng đá cẩm thạch nên rất là dễ vỡ nếu bị va chạm mạnh. Còn chiếc đồng hồ để bàn này em mới sưu tầm về thì gần như là nguyên bản và còn nguyên vẹn phần đá cẩm thạch trắng. Với một kích thước theo em vừa đo ấy, một kích thước từ phần đế là 46cm. Và chiều cao của chiếc đồng hồ này thì nó có chiều cao khoảng 38cm. Với một thiết kế rất là sang trọng và cao cấp, nó sẽ đem lại cho không gian nhà của các bác một mẫu thiết kế này, một chiếc đồng hồ này, và đặc biệt hơn đó là một tác phẩm nghệ thuật trang trí nội thất cao cấp của người châu Âu. Những chiếc đồng hồ để bàn đá cẩm thạch như các bác đang nhìn đây thường chỉ xuất hiện trong những cung điện hoặc là những người nghệ nhân người ta chế tạo ra để kỷ niệm, để kỷ niệm ngày đáng nhớ hoặc là để kỷ niệm một nhân vật nổi tiếng nào đó. Theo em nhìn thì chân dung này là một chân dung nữ hoàng đang ngồi ở một tư thế rất là thư thái và rất là vui vẻ. Nó mang một vẻ đẹp trong không gian nhà của các bác, đó là một vẻ đẹp thư giãn này, vui vẻ. Đặc biệt là khi các bác nhìn chân dung nữ hoàng ấy, nhìn rất là, nói chung rất là thư giãn, đem lại sự nhẹ nhàng cho cuộc sống. Chân dung nữ hoàng thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu đồng các bác nhé, chứ không phải là bằng antimon hay là bằng gang mạ đồng đâu. Tất cả các chi tiết trên chiếc đồng hồ này đều được làm bằng đồng hết và kết hợp với đá cẩm thạch trắng. Một phần mặt số là mặt số men, số Na Mã các bác nhé. Cho các bác tiếng chuông điểm chén 30 phút và theo tiếng. Để các bác không phải đợi lâu thì em sẽ bắt đầu là quay gần hơn từng chi tiết nhỏ một của chiếc đồng hồ để bàn đá cẩm thạch trắng này, để các bác cùng em chiêm ngưỡng và xem vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên như thế nào. Toàn bộ phần chân đế, các bác nhìn này, toàn bộ phần chân đế được thiết kế hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, bo viền bởi những đường viền bằng đồng đúc, tạo nên một sự kết hợp hài hòa với các hoa văn rất là tinh tế, nổi bật thanh lịch của người châu Âu. Một phần đồng hồ đây, mặt kính cong mo thì không thể thiếu được rồi, đúng không ạ? Mặt số Na Mã này, kim này, các bác nhìn này, tuyệt vời phải không ạ? Rồi, tiếp đến là chân dung. Chân dung của nữ hoàng, các bác nhìn này. Vẻ mặt rất là thư thái các bác nhé. Mặc dù đã được sản xuất rất là lâu rồi, nhưng ở chiếc đồng hồ này thì có thể nói là chân dung nữ hoàng còn cực kỳ là tuyệt vời, rất là đẹp. Các chi tiết tô điểm đây, như các phần chữ được viết dạng như một quân thư này, tàu mực này, cánh ô niu này, một biểu tượng mang lại ý nghĩa là giàu sang cho người phương Tây này. Bên dưới có một quân album này, các bác nhìn chưa, album rất là tuyệt vời phải không các bác? Ở đằng sau đây, chân thì được để trên một chiếc gối, thể hiện sự quý phái của nữ hoàng đây. Bộ váy này rất là đẹp. Bên trong, ở đằng sau sẽ là một phần đồng hồ nội thiên. Em sẽ thử qua tiếng chuông để các bác được thưởng âm tiếng chuông nhé. Đấy, 5 giờ này, 30 phút.
Tuyệt vời phải không các bác? Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng. Với một chiếc đồng hồ để bàn đá cẩm thạch trắng này, cao cấp này, thì các bác nào yêu thích thì các bác liên hệ với em ngay.